Tối qua tại khách sạn Hoàng Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức khai mạc giải cầu lông quốc tế Valet Việt Nam International Series 2024. Đây là giải đấu quốc tế cấp độ 2 có uy tín nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Các tay vợt giành thứ hạng cao tại giải. Ngoài tiền thưởng sẽ được cộng điểm xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông quốc tế, giải thu hút gần 250 vận động viên, trong đó có nhiều tay vợt xuất sắc đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua giải, tạo điều kiện cho các vận động viên trong nước cọ sát, nâng cao trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, là cơ hội quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời là một trong các hoạt động hưởng ứng Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024. Giải thi đấu với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Toàn bộ các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11. Với trình độ và đẳng cấp cao của các vận động viên, các trận đấu diễn ra trong hôm nay, ngày thi đấu thứ nhất đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.